Kính chào các bạn, ngày nay thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam suy sụp, đóng cửa thành phố đáng sống nhất. Việt Nam chính thức thực hiện cách ly xã hội tại thành phố Đà Nẵng đối với các du khách kể từ nửa đêm ngày 27 tháng 7 năm 2020. Du khách sẽ không được vào Đà Nẵng trong vòng 14 ngày tới. Và sau gần 100 ngày không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng, từ hôm 25 tháng 7 tới ngày 26 tháng 7, Việt Nam đã có hàng loạt ca nhiễm mới gồm các trường hợp ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc. Tại cuộc họp sáng ngày 27 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Ông cho rằng diễn biến những ngày qua cho thấy chủng virus mới xâm nhập cơ thể rất mạnh, các bệnh nhân phải thở máy ngay khi phát hiện. Ông Phúc nhấn mạnh như sau: chúng ta phải có thái độ dứt khoát, nếu không sẽ thất bại trong đợt chống dịch này. Tuy nhiên, ông Phúc vẫn cảnh giác không dùng từ phong tỏa và nêu rõ những dịch vụ không thiết yếu phải dừng lại. Chúng ta chưa dùng từ phong tỏa thành phố Đà Nẵng, nhưng phải có cấp độ cách ly xã hội. Vào sáng ngày 27 tháng 7 năm 2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã họp triển khai công tác phòng chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Nhiều chuyên gia khuyến nghị trước tình hình lây lan dịch bệnh ở Đà Nẵng, cần phải tổ chức giãn cách xã hội, phong tỏa ổ dịch hợp lý, không phong tỏa tất cả mà phải phong tỏa từng nấc. Thực tế, qua phân tích dịch tễ, các trường hợp mắc bệnh đều liên quan đến 3 cơ sở: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh Hình. 3 bệnh viện này nằm trong chung trên một khu đất. Về mặt phong tỏa cụm 3 bệnh viện tại Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết sẽ áp dụng giống như Bệnh viện Bạch Mai trước đây. Đồng thời, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ tối đa về nguồn lực để cùng với địa phương tổ chức hiệu quả cách ly, truy vết, điều trị, xét nghiệm, khoanh vùng và dập dịch. Một điểm đặc biệt cần lưu ý là các ca bệnh ở Đà Nẵng nhiễm chủng virus mới lây lan hết sức nhanh chóng và nguy hiểm. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch vào sáng ngày 27 tháng 7 năm 2020. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, kết quả phân tích nguồn gen từ virus từ các bệnh nhân cho thấy đây là chủng virus mới xuất hiện ở Việt Nam và trước đây Việt Nam đã phát hiện ra 5 chủng virus SARS-CoV-2 khác nhau. Và chủng này có đặc tính lây lan nhanh hơn so với các chủng trước đây đã ghi nhận. Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định động lực của virus này tăng lên so với các chủng trước và độc lực của nó ra sao. Và hiện vẫn chưa rõ mối liên hệ giữa 4 ca nhiễm mới. Ca nhiễm mới đầu tiên là bệnh nhân 416, bắt đầu có triệu chứng từ hôm 20 tháng 7 năm 2020. Hơn 100 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân được làm xét nghiệm. Tất cả đều có kết quả âm tính. Trong 3 ca mới còn lại được ghi nhận vào cuối tuần qua, có một thanh niên 17 tuổi đi về về bằng giao thông công cộng từ Quảng Ngãi tới Bệnh viện C ở Đà Nẵng để chăm sóc người thân. Hiện chưa rõ 4 người này bị lây nhiễm từ nguồn nào hay liệu họ bị lây bệnh có liên hệ gì với nhau hay không. Sự chưa rõ ràng về nguồn gốc gây bệnh đã khiến người ta lo sợ rằng rất có thể sẽ có một đợt bùng phát mới trên diện rộng tại Đà Nẵng. Và tính tới thời điểm chiều tối ngày 27 tháng 7 năm 2020, ổ dịch mới ở Đà Nẵng đã phát hiện thêm 11 trường hợp nhiễm bệnh, gồm 7 bệnh nhân và 4 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng. Toàn bộ 11 trường hợp này đều là cư dân Đà Nẵng. Một vấn đề đáng lo ngại khác là các ca nhiễm mới được ghi nhận là chuyển biến hết sức nặng. Đây là hình ảnh Bệnh viện C Đà Nẵng đã bị phong tỏa từ ngày 24 tháng 7 năm 2020, thời điểm nghi có người nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Theo báo cáo của tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán, tình trạng của bệnh nhân số 416 và 418 đều chuyển biến hết sức nặng. Cụ thể, bệnh nhân 416, ca đầu tiên được phát hiện tại Đà Nẵng trong đợt này, 57 tuổi, có tiền sử u nang trung thất, tức là khối u trong lồng ngực, đã phẫu thuật cách đây 2 năm. Người đàn ông này khởi phát bệnh từ ngày 17 tháng 7 năm 2020, với biểu hiện ho, sốt. Và đến ngày 20 tháng 7, bệnh nhân khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng với triệu chứng sốt nhẹ, chụp X-quang có tổn thương, phổi, dạng viêm. Vào ngày 23 tháng 7, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng
sau kết quả xét nghiệm dương tính viêm phổi Vũ Hán. Chỉ 2 ngày sau khi nhập viện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã trở nên nghiêm trọng. Theo đánh giá của tiểu ban điều trị chiều ngày 25 tháng 7, bệnh nhân suy hô hấp đầu chi tím nhẹ có biến chứng nặng của hội chứng suy hô hấp tiến triển. Bệnh nhân được chỉ định dùng ECMO ngay trong đêm ngày 24 tháng 7. Các bác sĩ tiên lượng các chỉ số và chức năng trong phạm vi kiểm soát, nhưng bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao, khả năng phải thở máy và lọc máu liên tục, dùng ECMO trong thời gian dài. Đây là bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán thứ 3 tại Việt Nam phải can thiệp ECMO sau bệnh nhân số 19 và số 91. Bên cạnh đó, bệnh nhân số 418, 61 tuổi cũng có nhiều bệnh nền, hiện có biến chứng suy hô hấp, suy tim cấp tổn thương thận và đang phải thở máy. Báo cáo của tiểu ban điều trị cũng cho biết bệnh nhân 418 có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp. Người đàn ông này khởi phát bệnh từ ngày 11 tháng 7. Sau 7 ngày không đỡ mệt, ho, khạc đờm trắng, khó thở, bệnh nhân mới nhập viện. Truyền thông trong nước trích lời các bác sĩ đánh giá rằng các chức năng trong phạm vi kiểm soát nhưng tiên lượng nặng, khả năng phải thở máy và lọc máu liên tục trong thời gian dài. Tình hình trong nước trở nên căng thẳng khi đại dịch bùng phát tại Đà Nẵng, thành phố du lịch miền Trung nổi tiếng nhất Việt Nam. Đây là hình ảnh hành khách làm thủ tục chuyến bay tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Thống kê lượng khách đặt chỗ qua các hãng bay từ 27 đến 31 tháng 7. Cục Hàng không Việt Nam ước tính 80.000 người đang kẹt ở Đà Nẵng. Tờ báo Việt Nam Express đã ghi nhận trong ngày 26 tháng 7. Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép cho các hãng hàng không như Vietjet Airlines, Bamboo Airways, Jetstar Pacific tăng thêm 17 chuyến bay khứ hồi đến Đà Nẵng để giải tỏa khách. Việt Nam Airlines đổi máy bay lớn hơn để chở nhiều khách hơn. Và để giải tỏa lượng lớn hành khách, vào ngày 26 tháng 7, Cục đã gửi công văn kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép duy trì các chuyến bay bình thường từ thành phố này đến các địa phương trong tối thiểu 4 ngày tới, tức là từ 27 đến 31 tháng 7. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng nhận định khách bị kẹt tại Đà Nẵng có thể hết tiền, thiếu chỗ ở, nếu không giải tỏa nhanh sẽ phát sinh thêm khó khăn. Lãnh đạo Cục Hàng không cho biết Cục đã lên phương án lập cầu hầm không, yêu cầu các hãng tăng chuyến bay tối đa đến Đà Nẵng trong khả năng có thể, và kể cả bay đêm để giải tỏa khách từ Đà Nẵng. Tuy nhiên, nhiều người ái ngại, việc đưa người ra khỏi Đà Nẵng gấp rút có thể gây nguy cơ lan nhiễm trong toàn quốc. Khoảng 80.000 người từ mọi miền đất nước được đưa ra khỏi Đà Nẵng mà không có xét nghiệm. Nếu trong số này có người đã bị nhiễm, thì mức độ lan rộng của dịch bệnh sẽ giảm rất khủng khiếp. Và cho đến buổi tối muộn ngày 27 tháng 7 năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định dừng toàn bộ chuyến bay đến và đi Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 28 tháng 7 để phục vụ yêu cầu giãn cách xã hội. Theo đó, toàn bộ chuyến bay nội địa chở khách đến và đi Đà Nẵng trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày 28 tháng 7 sẽ phải dừng hoạt động. Các chuyến bay nội địa không dừng ở Đà Nẵng vẫn được hoạt động bình thường. Chiều tối ngày 27 tháng 7, các hãng hàng không cũng nhận được chỉ đạo của Cục Hàng không về việc tăng cường máy bay đưa hành khách ra khỏi Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28 tháng 7. Kế hoạch bay tăng chuyến phải gửi gấp lên phòng vận tải, hành khách của Cục Hàng không để xử lý. Và việc dịch xuất hiện tại Đà Nẵng không gây ngạc nhiên với dư luận khi mà thành phố biển miền Trung này là một trong các địa phương điển hình ghi nhận nhiều trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào đây. Đây là hình ảnh nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được đưa vào khu cách ly. Vào hôm 11 tháng 7, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo lực lượng công an đã kiểm tra hành chính tại số 39 Dương Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tiếp đó, vào ngày 16 tháng 7, lực lượng công an tiếp tục kiểm tra hành chính khách sạn SG 55-57 đường Lopez, quận Sơn Trà, phát hiện thêm 27 người Trung Quốc cũng nhập cảnh trái phép. Chiều ngày 18 tháng 7, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, địa phương sát nách với Đà Nẵng cũng đã phát hiện một nhóm người Trung Quốc đang ở trong khu lưu trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Theo cơ quan chức năng, 4 người đã bị tạm giữ tại chỗ và sau đó 17 người còn lại đã bị bắt tại thành phố Hội An. Và nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam đã khai đi bằng đường bộ. Lực lượng chức năng cho rằng khả năng là một đường dây đưa người vượt biên trái phép và có một đầu nậu giữ hết hộ chiếu của những người này. Chiều ngày 26 tháng 7, Công an Đà Nẵng cho biết đã cùng Công an Quảng Nam bắt một người Trung Quốc trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng.
Quảng Nam. Và cũng nhiều ý kiến trong nước bày tỏ sự hoang mang cao độ trước tình hình hiện nay tại Đà Nẵng. Đây là hình ảnh bãi biển Đà Nẵng sáng ngày 27 tháng 7 đã trở nên vắng vẻ lạ thường. Dù chính quyền Đà Nẵng và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống viêm phổi Vũ Hán đã có nhiều đối sách nhanh chóng như khoanh vùng, dập dịch và kiểm tra biên giới, cửa khẩu một cách chặt chẽ, yêu cầu người dân từ Đà Nẵng về khai báo y tế, nhưng khai báo chỉ mang tính hình thức. Phương pháp xét nghiệm nhanh được nhiều người đề xuất thực hiện, đặc biệt là cho nhiều chục nghìn hành khách du lịch ở Đà Nẵng. Đáng chú ý, bệnh nhân số 420, 71 tuổi ở Đà Nẵng, từng vào thành phố Hồ Chí Minh thăm con gái trong thời gian từ 21 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 tại chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Ngày 12 tháng 7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt và đau ngực. Đến ngày 21 tháng 7, bệnh nhân đến khám tại khoa khám bệnh viện C Đà Nẵng và nhập viện vào ngày 22 tháng 7. Ngày 25 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với bệnh viện C Đà Nẵng tiến hành giám sát và lấy mẫu xét nghiệm. Và trong một diễn biến khác, rạng sáng ngày 27 tháng 7 năm 2020, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Cục Cảnh sát giao thông thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo đó, công an đã bắt giữ 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Họ đến từ tỉnh Quý Châu, vượt biên gần 4 giờ bằng thuyền sang Lào Cai. Trước đó, ngày 17 tháng 7, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, An Giang cho biết lực lượng biên phòng đã phát hiện 3 vụ xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, trục xuất và đưa đi cách ly 11 người tại đồn biên phòng. Họ khai đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Như Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 28 tháng 7 năm 2020 với bản tin Việt Nam suy sụp, đóng cửa thành phố đáng sống nhất. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.